Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với trò kích the booty. Hôm nay chúng ta sẽ hình dung nó bằng những hình thức gì đây? Yeah, cool. Keep that. Vâng. Nào, nhét vào đây. Anh em chúng ngồi. Và mỗi thứ một nơi. Chúng ta sẽ bị đít mất rồi. Đợi mình một tí, mình sẽ vào ngay lập tức. Không để các bạn chờ lâu. Cái gì đây? Vào có vẻ là hơi lâu thì phải. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Nào, nhanh lên nào. À, đúng rồi. I don't suppose you'd like to play cards. Vừa đi qua và nhận được một số tiền lẻ. Mình sẽ đi làm đẹp cho con này. Mua quần áo các thứ. Looking good, but a little tight in my crotch. Không, bộ này xấu quá. Mình là người có tiền mà. Babushka. Thế làm đầu bếp hay là làm gì? I am dressed to be killed. Hay tập tăng. Tập tăng chỉ có đi săn bắt động vật thôi. Ugh, it stinks like garbage in here. Tập tăng nào, lấy cái bộ áo rách rách tí. Looking good. Ây, không, bộ này không được đâu. Nhìn chuối lắm. Oh, gorgeous. Sao? Hey, it's lonely in here. Đấy, đẹp trai đấy. Oh, I'm đó. Looking dapper. Được, đẹp chưa? Thêm cái dấu. Can you turn me toward the TV? Đấy, đã nhận được thêm tiền rồi. Là một cái đôi giày nữa. I'm dressed to be killed. Màu xanh nha. Thôi không lấy giày đâu. I make this suit look good. Dân dã rồi. Mình sẽ đến với các loài động vật. Mới đầu là... That's not good. Đi vào rừng. Đây, để mình diễn biến một câu chuyện. Đây, fetch me some coffee, please. Chúng ta sẽ đi vào rừng. No. Đi vào rừng nào, bắt đầu đi vào rừng nào. Nào, đi vào rừng. Gặp những cái cây... No. Những cái cây đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan khổng lồ. Và nó có những cái quả không rõ nguồn gốc. Đấy, và mình đã ăn vào. Và bị nổi. No. Đi vào rừng. So... Rồi mình sẽ đi hái. No, not that. Hái được một bó hoa ra. Một bầy ong. Tiếp theo là một bầy ong. Hey, it's time to hurt somebody. Gặp mấy con nhện độc. Mình nói có mình phải ăn nó. Và rồi cơ thể mình không chịu được. Nhện nó đẻ trứng ở trong bụng mình. Và mình đã lại chết thêm lần nữa. Đâu rồi? No, not that. Và mình đang nằm nghỉ thì một chú voi từ đâu ra đạp đắt bét. Nó còn không ngay mà dẫm lại mấy khác. Tức thật. Rồi một bầy chim bồ câu đến ăn hạt hướng dương. It's a never ending story. Ủa không các bạn ạ. À? No. Rồi mình giới đồng oh! You're killing me! Cứ tưởng được một bữa non nê, ai ngờ này thỏ điên. Oh, please, God, help me! No. Cái chuyện nó như thế đấy.
to me. Một lúc sau, cái chiếc tu của nó bắt đầu vươn ra. Bạn lấy chân lấy tay của mình thấy. Nó cắn không trượt thế nào. Ăn nấu ăn nghiến. Và nó lại bơi đi. Lốc xoáy. I feel the earth move under my feet. Mayday, mayday. Well, looks like it's doomsday. Lốc xoáy kéo đến. There goes the sequel. Khi cơn lốc dừng, thì có những cái đám mây đen. Yeah, just put it back. Nó lại cuốn mình đi. Came out. Oh God. Sạc lửa bắt đầu. I don't like it. Vỡ con mẹ đâu. Đá to chà bá nó rơi trúng đầu và chết ngoẹo. No. Sấm chớp đùng đùng. So, what do you want to do? Boang. No. Một cơn sóng thôi thôi à. Choose something else. Núi lửa phun trào. Đâu, từ từ xong có núi lửa phun trào đó. Đây. No, no, not that. Nhưng trận như là đến nước nóng mà phun lên. You're drowning me. Còn dung nhan áp tới dung nhan nó tràn ra. Oh my god, why? Tràn đến chỗ mình. The pain. Và một trận lũ lụt dung nhan. Open the window. Trời hoang mây tạnh. Bắt đầu nắng hạ kéo đến. Những con thú ở xa nó đã đánh hơi được có mùi người sống. Đó là một con sư tử. Nó đang gì rồi đấy, nó rất đói tới và nó vồ lấy thịt. Sự thật là mình chẳng có câu chuyện gì đúng cả, mình không hiện ra cả đấy. Somewhere around here. Chết cũng phải đẹp trai, vẫn đeo quả kính trắng. Một bộ quần áo kiểu tách lối. I wish it would last forever. Thôi. Xem một cái tiếp theo nào. Cho nó treo cổ từ từ luôn. À, cho đầu vào đây. Cần. Anh ta đã chết. Dãy kìa. Ừ ạ. Anh ta đã chết rồi. Mình nhìn mình cũng thấy thương. Rất tiếc. Nhưng có lẽ mình sẽ phải dừng clip tại đây thôi. Xin chào tất cả bạn.